Cánh cửa đi tiếp đã khép lại với chủ nhà Qatar nhưng lại mở ra với Iran và bóng đá châu Á có thể chứng kiến đại diện đầu tiên vào vòng 1/8 ngay ở loạt trận tối nay. Ả Rập Xê Út nếu như giành trọn 3 điểm trước Ba Lan thì sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Argentina và Mexico. Tất nhiên là đa phần người hâm mộ bóng đá thế giới đều không muốn Lionel Messi phải chia tay với giải đấu ngay từ vòng bảng. Và để duy trì hy vọng này thì Argentina phải giành được một kết quả tốt trước Mexico ở loạt trận diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Với tình thế hiện tại thì đây quả thực là không khác nào một trận đấu chung kết với những vũ công tango. Và để làm được điều đó hơn bao giờ hết thì họ cần một La Pulga ở một trạng thái tốt nhất. Hình ảnh mới nhất của Messi đã đập tan tin đồn về việc anh phải tập riêng hay thậm chí là không thể tập luyện vì vấn đề ở chân trái. Ngoài ra, huấn luyện viên Scaloni cũng xác nhận Messi hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn là nhân tố không thể thiếu của Argentina ở trận gặp Mexico sắp tới. Phía đối diện, huấn luyện viên Gerardo Martino tuyên bố sẽ làm mọi cách để ngăn cản Messi trong lần đối đầu với đội bóng quê hương. Bên cạnh việc phải chuẩn bị cho tổng thể trận đấu, chúng tôi cũng lên phương án cho riêng Messi. Các cầu thủ Mexico phải duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, vì ngay cả khi Messi không có phong độ tốt nhất trong 90 phút, cậu ấy vẫn có thể tạo ra sự khác biệt chỉ trong khoảnh khắc. Do đó, chúng tôi phải luôn cẩn trọng và không được phép sao nhãng trong bất kỳ thời điểm nào. Cũng tại bảng C, Ả Rập Xê Út đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Ba Lan. Sự tự tin là điều dễ thấy ở thầy trò huấn luyện viên Hervé Renard lúc này sau khi họ giành chiến thắng lịch sử trước Argentina. Còn với Ba Lan, gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng nhất vẫn là Lewandowski. Dù cầu thủ thuộc biên chế Barcelona đã bỏ lỡ một quả phạt đền ở trận gặp Mexico, song huấn luyện viên Minevic vẫn đặt trọn niềm tin vào tiền đạo 34 tuổi. Lewandowski vẫn là lựa chọn số 1 của Ba Lan cho những quả penalty. Dĩ nhiên, cậu ấy được quyết định xem bản thân có đủ tự tin để sút phạt đền hay không. Dù sao thì tôi nghĩ bàn thắng cũng sẽ sớm đến với cậu ấy mà thôi.